Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn dịch vụ FTP DNS. Thực ra dịch vụ này nó cũng tương tự là web DNS. Thì bây giờ chúng ta sẽ cũng làm những thao tác này. Thực ra trên máy DNS chúng ta đã cài đặt những dịch vụ DNS thì đâu. Chúng ta cũng bây giờ chúng ta sẽ đi vào cấu hình cái file này. Chúng ta cũng có thực hiện copy những cái file có sẵn này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Cookies thì đã kết nối được cái máy DNS rồi. Các bạn thấy ở đây thì đã chuẩn bị mở DNS rồi. Trước hết chúng ta sẽ vào thư mục này, rồi chúng ta sẽ vim cái file này. Rồi ở đây chúng ta thay vì lần trước chúng ta sửa web 1 thì chúng ta sẽ sửa cái này thành FPT 1. Chúng ta nhìn vào trong đây để cái yêu cầu là FTP1. Rồi, ta sử dụng FTP1. Rồi, ở đây cái file này chúng ta phải dùng cái lớp 4. Phần dạng nhập thì chúng ta vẫn dùng cái lớp 4, 168, 192. Rồi, sau khi chúng ta cấu hình xong cái đó, chúng ta coi. Rồi, xin mời cấu hình xong cái file đó rồi. Rồi, ở đây tiếp tục chúng ta ở đây là chúng ta coi file này, nhưng mà file này chúng ta vẫn giữ nguyên không thay đổi. Ở đây chúng ta sẽ vào cái thư mục này. Rồi, ở đây chúng ta đã vào cái thư mục đó, chúng ta sẽ cấu hình thay đổi một chút. Những cái nào là web lần trước chúng ta sửa thành FTP hết. Rồi chúng ta vim cái file. Vim cái file. Số này là gì? DB này. Rồi, chúng ta nhấn Insert. Là những cái nào web thì chúng ta sửa thành FTP. Rồi, ở đây chúng ta web thành FTP. FTP. Rồi, thầy cũng lấy địa chỉ 54. Rồi, ở đây chúng ta lưu lại. Rồi, tiếp tục chúng ta lại đi chỉnh cái file phần dạng nhập này. Rồi, đây thầy sẽ có 4. Rồi, ở đây chúng ta lại chỉnh những cái nào là web, chúng ta chuyển FTP. FTP1. Rồi, ở đây chúng ta đã sửa xong, chúng ta kiểm tra kỹ lại FTP này, ghi nhầm ở đây này. FTP. Rồi, ok. Để cho mình SC. Rồi, sau khi đã cấu hình xong cái này, chúng ta return vụ DNS này, name D. Rồi, chúng ta đã cấu hình xong dịch vụ DNS. Nhưng mà, rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua máy FTP server, chúng ta cấu hình này. Như bài trước thầy đã cấu hình sẵn cái này rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần qua cái máy Lion. Chúng ta đánh cái địa chỉ này. Bây giờ chúng ta lại qua bên đây, chúng ta coi, chúng ta kiểm tra cái DNS của nó có chính là DNS của máy DNS hay không.
chúng ta xem cái lệ cái này chúng ta chúng ta chỉ coi ở bên cái máy lay ăn thôi, chúng ta không cần coi ở máy này, chỉ cần coi ở máy lay ăn thôi. Máy lay ăn là chúng ta DNS chính là DNS server của nó chính là địa chỉ IP của máy chủ DNS. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần vào này FTP, thay vì lại chúng ta đánh địa chỉ IP, bây giờ chúng ta đánh là FTP1. Đây là cái máy này, cái gì chúng con được xem lại. Đây chúng ta dùng chúng con ok. Đây quay thay cần trước chúng ta phải dùng user đúng không, như là fb1 ftp1. Trong khi nó đang chạy, chúng ta cũng có thể vào comment để kiểm tra con giải chính xác chưa. Rồi, ở đây sẽ đánh địa điểm 1, 2, 3. Ở đây chúng ta thấy là phần giải ok này nè, ở đây đang kết nối, chúng ta chờ để kết nối. Rồi. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta đã kết nối thông qua tên. Giờ đã kết nối thông qua cái tên được rồi. Đó, chúng ta hãy tạo user. User đầy đủ. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái phần FTP DNS.